Phần cuối bản tin sẽ là một câu chuyện về bóng rổ trong nước. Ở mùa giải ABL năm nay, huấn luyện viên trưởng Kai Julius của câu lạc bộ Sài Gòn Heat đã khiến nhiều người bất ngờ khi ông cho băng đội trưởng cho Akeem Scott, một cầu thủ mới gia nhập đội bóng. Thế nhưng thực tế đã cho thấy rằng quyết định này là hoàn toàn hợp lý bởi màn trình diễn của tay ném sinh năm 1983 trong màu áo Sài Gòn Heat đã không khiến bất kỳ người hâm mộ nào của đội bóng phải thất vọng. Khi huấn luyện viên Kai Julius về dẫn dắt Sài Gòn Heat, ngoại binh đầu tiên ông đưa về đội là Akeem Scott, chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Akeem Scott dù không phải là tay ném có thể hình thực sự vượt trội, nhưng cách anh chơi bóng, đặc biệt là những pha đi bóng đột phá đầy biến hóa, đã tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của Sài Gòn Heat tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á năm nay. Thật sự thì Akeem trong quá trình thi đấu thì cũng có những thời điểm Akeem sẽ tạo đột biến cũng như là giật dậy tinh thần cả đội. Nhưng cái điều quan trọng nhất Akeem có đó là chính là sự ổn định. Với cái phong độ rất là ổn định mà giúp cho Sài Gòn Heat duy trì được các trận thắng để có thể vào được playoff. Lần đầu chơi bóng cho một câu lạc bộ Việt Nam, nhưng Akeem Scott đã được tín nhiệm đeo chiếc băng đội trưởng của Sài Gòn Heat sau nhiều năm Việt Anon đảm nhiệm. Điểm cộng để ghi nhận sự xứng đáng này chính là tinh thần của một thủ lĩnh trên sân. Dù được thi đấu hai người ngoài, Akeem Scott cũng truyền cho các đồng đội nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Bởi vì Akeem hiểu cách làm việc của tôi, cậu ta có nhiều kinh nghiệm hơn Việt Anon. Cậu ấy chính là linh hồn trong lối chơi của đội bóng. Việt Anon là một cầu thủ rất tốt, nhưng ở Akeem, cậu ta là cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn. Thật vinh dự cho tôi thấy ở đội không chỉ tôi có khả năng thủ lĩnh mà tất cả mọi người, nhưng tất cả đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là tôi khi lần đầu thi đấu cho đội. Chúng tôi nhận được những tình cảm của người hâm mộ và cùng nhau hướng tới chức vô địch.